vị trí số 5, ác mộng kinh hoàng của tân binh Courtois. Trong khi đội bóng cũ Chelsea đang bay cao tại Premier League và cũng vừa hạ Burnley 4-0 trong cùng tối qua, thì Thibaut Courtois phải nhận một lượng hành khá lớn trong siêu kinh điển ở lần đầu tiên trong sự nghiệp. Thủ thành người Bỉ từng nhiều lần đối đầu với Barcelona trong mùa áo Atletico Madrid lẫn Chelsea. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên cầu thủ người Bỉ được hít thở bầu không khí El Clasico. Và có lẽ Courtois đã có một trận đấu đáng quên khi anh phải 5 lần vào lưới nhặt bóng. Có vẻ như thủ môn 26 tuổi này chuyển đến Bernabeu sai thời điểm khi Los Blancos đang tụt dốc không phanh. Vị trí số 4, Marcelo không gánh nổi một tập thể rệu rã. Hậu vệ người Brazil là người mở ra cơ hội cho Real Madrid bằng bàn rút ngắn cách biệt ở đầu hiệp 2. Đó cũng là pha lập công thứ 3 của Marcelo trong 3 trận gần nhất. Tuy nhiên, anh chỉ là điểm sáng le lói trong một ngày mà các đồng đội của anh hoàn toàn vượt tắt. Luka Modric, Gareth Bale mờ nhạt, Ramos liên tục mắc sai lầm, Benzema vô duyên, nỗ lực của một mình Marcelo là không đủ. Thậm chí cầu thủ người Brazil còn phải rời sân vào phút 82 vì dính chấn thương. Xem ra, việc để một hậu vệ gánh team trong khâu ghi bàn là điều khó chấp nhận trong đội hình Real Madrid hiện tại. Vị trí số 3, VAR thể hiện giá trị. Phút 28, Luis Suarez bị Rafael Varane phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi xem lại băng hình từ công nghệ VAR, trọng tài quyết định cho đội chủ nhà hưởng một quả phạt đền. Và tiền đạo Uruguay đã không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0. VAR sẽ giải quyết được những tranh cãi vốn xảy ra như cơm bữa ở các trận siêu kinh điển. Công nghệ mới này sẽ giúp cho các trọng tài công tâm hơn, đồng thời mang lại những quyết định công bằng và chính xác hơn. Vị trí số 2, tạm biệt Julen Lopetegui. Thảm bại trước Đại Kinh Địch Barcelona có thể coi là dấu chấm hết đối với sự nghiệp huấn luyện của Julen Lopetegui tại Santiago Bernabeu. Có lẽ quyết định sa thải sẽ được công bố trong vài ngày hoặc chỉ vài giờ tới. Tiếp nhận một đội hình gồm nhiều siêu sao đã vô địch Champions League 3 lần liên tiếp, nhưng chiến lược gia 53 tuổi lại hứng chịu các kết quả đầy thất vọng. Đó đã là trận thua thứ tư trong 5 trận gần nhất của câu lạc bộ Hoàng gia, một kết quả tệ hại nhất trong lịch sử của họ. Vị trí số 1, không Messi nhưng có Luis Suarez. Vì thiếu vắng Leo vì chấn thương, Luis Suarez nghiễm nhiên trở thành cái tên được kỳ vọng nhất bên phía Barcelona. Và tiền đạo người Uruguay đã khiến các cầu thủ viên của mình quên đi Messi bằng một cú hat-trick vào lưới của Real Madrid. Sau 11 lần tham dự các trận El Clasico, Suarez đã có cho mình 9 pha lập công cùng với 3 đội kiến tạo, một con số vô cùng ấn tượng. Trong đó, có 5 bàn thắng của Suarez do đích thân Sergio Roberto kiến tạo. You tell me even if I won't.